Khi tổng tài chuẩn bị kết hôn với nữ tâm cơ, thì một người phụ nữ đã xông vào ngăn cản bọn họ. Anh ấy không đồng ý, cô mặc một chiếc đầm màu đỏ, đưa theo con trai tới, mẹ Thẩm Tịch Tịch lập tức gọi bảo vệ ngăn họ lại. Nhưng Kiều Cát Cát chỉ cần giơ tay một cái là đã đánh bay bảo vệ. Sau đó Kiều Vãn Ninh đã hôn tổng tài. Mẹ giỏi lắm, trước đó tổng tài đã từng lấy được báo cáo giám định ba con của mình và Cát Cát, nhưng trên báo cáo viết rằng không phải quan hệ ba con. Nhưng bọn họ không biết rằng Thẩm Tịch Tịch đã mua chuộc các bệnh viện, vì vậy tờ giấy giám định này là ngụy tạo. Tổng tài vô cùng tức giận, anh ép hỏi Kiều Vãn Ninh, Cát Cát là con của người đàn ông nào? Khi bị anh ép hỏi, đột nhiên cô hồi phục ký ức 6 năm về trước, hóa ra khi đó là tổng tài đã gặp mặt cô. Trong rừng trúc, cô lập tức nói rằng Cát Cát là con của tổng tài, nhưng cho dù Kiều Vãn Ninh có nói thế nào thì anh cũng không tin lời cô nói. Lúc này, mẹ kế và em gái của Kiều Vãn Ninh đột nhiên xuất hiện. Bọn họ kéo Kiều Vãn Ninh rời đi. Sau khi về nhà, mẹ kế còn nói muốn cô kết hôn với một người đàn ông giàu có đã ngoài 60 tuổi. Kiều Vãn Ninh phản đối kịch liệt, nhưng mẹ kế lại lấy tính mạng của Cát Cát ra ép cô. Vì không còn cách nào khác, nên cô chỉ có thể đồng ý. Ngày mai đi thử váy cưới đi, Vương Què sẽ đợi con ở cửa tiệm váy cưới. Những câu nói này, Cát Cát và em út đều đã nghe thấy. Mục đích của chúng là muốn ba và mẹ tái hôn. Ngày hôm sau Cát Cát đến tiệm váy cưới, khi nhìn thấy ông lão đang cầm hoa đợi mẹ tới, cậu bé liền dùng công lực để khiến ông lão biến mất. Rất nhanh, Kiều Vãn Ninh đã đến tiệm váy cưới, nhưng cô đã nhìn thấy Thẩm Tịch Tịch cũng ở đây. Cô ta lập tức cầm váy cưới và nói cô hãy nhanh đi chụp hình với ông lão đó. Hóa ra mẹ kế ép Kiều Vãn Ninh gả cho ông ta là vì Thẩm Tịch Tịch đã bày ra kế sách từ trước. Là tôi bày kế đấy, cô làm gì được tôi. Kiều Vãn Ninh lập tức cho Thẩm Tịch Tịch một cái tát. Khi cô ta định đánh lại thì tổng tài đã ngăn cô lại. Sau đó tổng tài kéo Kiều Vãn Ninh đến phòng thử đồ. Cô mặc bộ này thì mới xứng với Vương Què, Diệp Cảnh Xuyên. Đứa bé thật sự là con anh, câm ngay. Kiều Vãn Ninh liền thề rằng Cát Cát chính là con ruột của tổng tài, nhưng anh không tin chuyện này. Sau đó anh ép cô nhanh chóng mặc váy cưới lên, nếu không thì sẽ ném con trai cô cho cá ăn. Nhưng tổng tài có cảm xúc vô cùng đặc biệt với Kiều Vãn Ninh. Anh thậm chí hy vọng Kiều Vãn Ninh có thể mặc váy cưới đứng bên cạnh mình, nhưng khi cô gái mặc váy cưới vào thì một người đàn ông xuất hiện rồi đánh ngất cô. Hóa ra là Thẩm Tịch Tịch đã cho người bắt cóc cô. Sau đó Kiều Vãn Ninh đã bị đưa tới một nhà kho bỏ hoang. Rất nhanh, em út đã phát hiện ra mẹ gặp nguy hiểm, cậu bé lập tức thông báo cho anh cả đi cứu người. Khi nghe tin thì lập tức cậu bé đi tìm mẹ. Cậu bé vừa xuất hiện ở nhà kho thì liền dùng công lực khống chế mấy tên bắt cóc. Lúc này sư tỷ cũng xuất hiện bên cạnh cậu bé. Sư đệ, em rút trước đi, ba người này giao cho ta, cảm ơn sư tỷ. Sở Mục, có phải Sở Mục đưa Kiều Vãn Ninh đi cũng nằm trong kế hoạch của em út hay không? Cát Cát lập tức chạy theo xem có chuyện gì xảy ra. Không ngờ rằng tất cả mọi thứ đều là do em út khống chế. Cậu bé gửi tin nhắn cho tổng tài, nếu như bạn bỏ lỡ cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, vợ cũ của thiếu gia bị ba tên cướp quay video sỉ nhục, thì sẽ trở thành hot search ngày mai. Tư Hách chuẩn bị xe. Tư Hách kiểm tra đi. Máy hiển thị trong phạm vi 500m có 3 người. Một người là thiếu phu nhân, một người là tên bắt cóc, còn một người là cậu chủ nhỏ. Kiều Vãn Ninh, cô lại gài bẫy tôi rồi. Nếu cô đã cố gắng như vậy thì tôi cho cô đạt được tâm nguyện, đợi tôi ở đây. Người đâu, đi đâu rồi? Diệp Cảnh Xuyên, thật sự là anh sao? Đương nhiên là tôi. Người phụ nữ này lại muốn quyến rũ mình. Người đàn ông này đẹp trai quá. Kiều Vãn Ninh, cô dẫn tôi tới nơi này muốn giúp tôi nhớ lại ký ức, muốn tôi lại cưới cô thêm lần nữa à? Nếu tôi nói mọi thứ là trùng hợp thì anh có tin không? Vậy cô nhận ra nó không? Đây không phải là con thỏ tôi hay đeo sao? Thật sự là cô ta. Thiếu gia, đã điều tra ra được tất cả tên bắt cóc đều là diễn viên. Kiều Vãn Ninh, tôi không thích bị dắt mũi. Tôi dắt mũi anh, tôi lấy mạng mình ra đùa sao? Kiều Vãn Ninh, đừng phí thời gian nữa. Với thân phận địa vị bây giờ của cô, không thể nào bước vào nhà họ Diệp được đâu. Diệp Cảnh Xuyên, cho nên anh vẫn lựa chọn Thẩm Tịch Tịch kết hôn với cô ta đúng không? Đúng. Được. Vậy sau này chúng ta đường ai nấy đi. Anh lại làm gì nữa? Diễn nhập tâm quá, cô bị thương rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện. Nhìn màn anh hùng cứu mỹ nhân của ba mẹ đi này. Làm tốt lắm, em út, bây giờ em có thể nói rồi chứ. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Sư tỷ Sở Mục cho chị một nhiệm vụ,
chị phải để ba bước vào kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân. Tiến hành hoàn hảo, Chiếu cứ chỉ thị đi, mẹ em bị bắt cóc rồi. Chị đi xử người xấu, rồi đổi sang diễn viên quần chúng, để đảm bảo an toàn. Ba người các ngươi giả thành chúng đi, đừng diễn không ra gì đấy. Vâng, sư tỷ Sở Mục, để tên đại ca diễn đánh mẹ em ở thôn Đào Hoa. Ba mẹ bị em gài bẫy rồi, tất cả mọi người đều bị em gài bẫy rồi. Em út em đã gài bẫy cả anh luôn à? Trên sách nói, đàn ông trở thành anh hùng trong lòng phụ nữ, sẽ khiến người phụ nữ yếu đuối trở thành điểm yếu của mình. Hy vọng lần này ba đừng làm em thất vọng. Đến cuối ba vẫn hiểu nhầm mẹ rồi. Nếu em nói sớm với anh, thì anh cũng không vì lòng tốt mà làm chuyện xấu rồi. Đừng gấp, ba mẹ nếu không thích đối phương thì sẽ không hôn đâu. Vậy anh đến bệnh viện chăm sóc mẹ trước đây. Nhưng bọn họ không thể giúp ba mẹ quay về bên nhau. Ngược lại tổng tài còn nghĩ mọi thứ là giả, cho nên anh chuẩn bị cử hành hôn lễ cùng với Thẩm Tịch Tịch. Nhưng cô ta lại lo lắng rằng Kiều Vãn Ninh sẽ phá hoại hôn lễ. Cô ta đã mua chuộc y tá bệnh viện để tiêm thuốc độc cho Kiều Vãn Ninh khiến cô trở thành người thực vật. Không lâu sau đó, Kiều Vãn Ninh đã ngất xỉu. Tới khi Cát Cát đến nơi thì mọi chuyện đã muộn. Bác sĩ, y tá, bệnh nhân đã trở thành người thực vật. Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Không, là con không bảo vệ mẹ tử tế. Mẹ nhanh tỉnh lại đi. Anh Cát Cát, cô bé này chính là thần y. Nhờ có cô bé chữa trị mà mẹ đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thì Kiều Vãn Ninh liền tới hôn lễ của Tổng Tài và Thẩm Tịch Tịch. Tôi phải khiến cô thất bại. Không phải cô ta biến thành người thực vật rồi sao? Nhanh, ngăn bọn họ lại. Mẹ giỏi lắm. Kiều Vãn Ninh, cô dám giành chồng với tôi. Thẩm Tịch Tịch, tôi cảnh cáo cô, lập tức hủy hôn ước. Đây là hôn lễ của con gái tôi và thiếu gia. Một người như cô dựa vào cái gì mà xông vào đây? Tôi nói lại một lần nữa, lập tức hủy hôn ước. Đừng để tôi ra tay. Cô thử ra tay xem. Một đứa nghèo hèn như cô thì làm được gì? Mọi thứ ở đây đều có giá trị lên đến mấy trăm nghìn. Cô chỉ cần không cẩn thận làm vỡ một thứ thì bán thân cũng không đền nổi. Đập hay không thì cũng phải tùy tâm trạng. Nhưng người, tôi đập chắc luôn. Ông Kiều ở đây, cái loại xấu xa như cô. Cô xấu như vậy thì có xứng với ba tôi không? Cái thằng con hoang, mày nói lại lần nữa xem. Không thì cô lấy gương soi thử xem. Đứa trẻ ở đâu mà láo vậy? Nó là con trai của Kiều Vãn Ninh và người đàn ông nào đó. Vị khách thần bí của tao sắp đến rồi, xem mày uy phong được bao lâu. Kiều Cát Cát, tôi chính là nhân vật lớn đó. Cậu ba của cô gặp tôi còn phải quỳ xuống. Một thằng không có đồng nào như mày gọi tao là bà thì tao tin. Đường chủ Thẩm đến. Ai đang nói năng ngông cuồng vậy? Cậu ba, cậu đến đúng lúc lắm. Chính là thằng danh này. Nó nói không chỉ muốn phá hủy hôn lễ của con, mà còn nói cậu gặp nó cũng phải quỳ xuống. Đồ nhi, gặp sư phụ sao không quỳ? Em trai, em đến đúng lúc lắm. Nhanh dạy thằng danh này cho chị với. Cậu ba, cậu đánh mẹ con làm gì? Có phải là cậu tức đến hồ đồ rồi không? Cậu nhanh cho chúng quỳ xuống xin lỗi chúng ta đi. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Sư phụ, chuyện này sao mà có thể? Sao không thể? Kiều Cát Cát là sư phụ của Thẩm Liệt tôi. Xin lỗi sư phụ, Đồ Nhi không nên gọi tên của người. Đồ Nhi đáng chết. Đồ Nhi, lập tức ra lệnh nhà họ Thẩm và nhà họ Diệp bỏ hôn ước, hủy hôn lễ tối nay. Bởi vì ba là của mẹ ta. Chị Tịch Tịch, hủy hôn lễ đi. Không, con không hủy đâu. Kiều Vãn Ninh, cô sinh ra một thằng con hoang thì dựa vào cái gì mà giành chồng với tôi? Đúng, chuyện này chắc chắn là thật. Không tin thì điều tra đi. Tôi thề với trời, thằng bé là con của Diệp Cảnh Xuyên. Cậu ba, con là cháu ruột của cậu. Cậu phải giúp con. Sư phụ, xin hãy thứ lỗi Đồ Nhi bất hiếu. Đồ Nhi có thể bán mạng vì người, nhưng lần này, vì cháu ruột của mình, con phải giúp nó. Được, nếu đã quyết định như vậy thì ta cũng không còn là sư phụ của ngươi nữa. Không phải thì không phải, nên làm thì làm đi. Ba người chúng ta chưa chắc đã không phải là đối thủ của ngươi. Đúng, cậu ba cộng hai chiến tướng nữa, sao có thể không đánh được một thằng nhóc như mày. Đại bảo, con có chắc đánh được họ không? Mẹ yên tâm đi, nhìn con đây. Đồ Nhi, con không biết đúng không? Ta chỉ dạy con một phần võ công thôi. Ta cũng giữ lại đường lui. Sau lưng ta còn có người giỏi gấp trăm lần ngươi. Cho dù sư phụ của ngươi có đến cũng phải kính nể. Tối nay ngài ấy sẽ đến đây, xin mời. Giống vậy, cô bé đó. Sao giống Minh Tinh, Kiều Tinh Tinh vậy? Chắc chắn không phải Kiều Tinh Tinh. Lúc này Kiều Tinh Tinh đang đi diễn ở concert Vòng Quanh Thế Giới. Lại đứa nhóc nào nữa đây? Đến đây định làm gì? Cút ra ngoài, cậu ba của cô gặp tôi.
còn phải quỳ xuống. Tôi thấy người nên cút ra ngoài là cô mới đúng. Con nhỏ mà đã láo. Cậu ba, cậu lại đánh con làm gì? Không phải nó chỉ là con nhóc lừa gạt sao? Sư phụ thần y, xin nhận Đồ Nhi một lại. Đồ Nhi, mời ta tới có chuyện gì? Đồ Nhi hy vọng thần y có thể làm chủ cho cháu con. Ném Kiều Vãn Ninh và thằng này ra ngoài. Cái thằng vong ơn bạc nghĩa. Được thôi, cảm ơn sư phụ. Thần y, có phải nhầm rồi không? Em ba, em có nhớ anh không? Nhớ. Em ba,